Xe pháo này là em không đồng ý đâu nhá chị nhá. Làm sao? Trông như vừa đi cày về này. Vừa mới đi cày về xong mà. Trông bẩn em nha em nhem. Vừa đi cày về xong đấy. Thế nhưng em thấy này, sạch không? À. Ôi, nâu đi một cái bóng lừ luôn. Bóng lừ luôn nữa. Ai biết tên chị luôn vào đây được. Con này mới về luôn hả chị? Con này mới về xong thế nên nó như trâu đầm. À. Đấy, còn nếu mà về xong chị dọn dưới nó lại khác. Con này về xong quay luôn, quay luôn đi. Quay mộc luôn. Nó tối mất. Quay luôn. Biểu tượng hình tròn này chắc em cũng hình dung ra nó là xe gì đúng không? Vì quay con này khá là con mà. Audi gì? Đúng luôn, đó là Audi nhá, Audi Q7 nhá. Q7 rồi, Q7 thì đó là 7 ghế. Q7 là 7 ghế. Q7 là 7 ghế. Đấy, được chưa? Đẹp không? Sản xuất là bao nhiêu chị? Con này được sản xuất 2.8, động cơ cũng khá khủng long, cấp đợt này nắm kho khủng quá cơ, 4.8. Ui, 4.8 cơ. Ừ, ngang với G là 450. 4.8 là mức tiêu hao nhiên liệu là phải trên chục lít nhỉ? Đúng rồi, đã đi những cái dòng này người ta chả hỏi em ơi xăng bao nhiêu đâu, mà đã hỏi xăng này người ta chắc không sử dụng được, phải chưa? Con này khá đẹp luôn, nội thất da thì theo xe, nội thất một dạng bò đẹp cực nhá. Đấy, lên màn hình Android, đây hình như cam hành trình nhỉ? Thích hợp đúng xe rồi, đấy. Cam hành trình. Đấy, con trâu đầm này mới về xong nên nó hơi bẩn. Cái này mà dọn rửa đi nó phải mỹ mãn luôn. Đấy, nhìn chưa này. Cuốn như cái xe tăng ấy, thế là cái sức của chị nó hơi yếu. Nó chỉ bị dơ một tí thôi đúng không? Nó chỉ bị dơ bẩn một tí thôi nhưng mà hơi bẩn thôi. Nói chung là về cái này dọn rửa lên thì rất đẹp, hoặc là mình cẩn thận mình đánh tỉa đánh bóng đi. Thì nó đẹp xuất sắc luôn. Nhưng mà em nghĩ là chị lên đánh bóng để cho các bác đến gọi là cũng người mới ta, tại vì xe mới về xong thôi quay luôn được, xong rồi rửa dọn rửa sau. Bác nào mà giống như kiểu như là nóng hổi vừa thổi vừa ăn ấy, đi luôn được. Có bác nào cẩn thận thì để lại đặt cọc của mình ra dọn xe đúng không? Giá cả là như nào chị nhỉ? Giá con này chị đang chào bán chỉ có 375 triệu. 375 đã sử dụng ngay một chiếc xe bốn hình tròn buộc với nhau. Trông như cái thế vận hội Olympic. Olympic xe phải nói được rất đẹp, kết được cái nội thất với kết cái hình tròn nhỉ. Đấy, được chưa? 7 ghế ngồi, 2 ghế đằng sau. Đấy, mà chị bán giá chỉ có 375 triệu thôi. 375 triệu một chiếc xe Audi Q7 như này. Chiếc này phải nói nó đẹp hoàn toàn, là không có gì. Nói chung xe bên mình thì không nhập dòng xe nỗi thì nó có xe giá, có giá của dòng xe nỗi nhá. Đấy, con này thì rất đẹp luôn. Vẫn mà bao sơ vận chuyển cho em đúng không chị? Xe thì luôn luôn là phải bao giấy tờ rồi, vì đâu có các em tự đâu rút được đâu, đúng không? Mình bên mình phải rút chứ. Bao rút hồ sơ vận chuyển Bắc Nam luôn.